chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay nhóm thôn nữ miền Tây sẽ ghé thăm vườn bưởi và sầu riêng của chú Tám ở Cai Lậy, Tiền Giang. Mời mọi người đi theo nhóm thôn nữ miền Tây để tham quan nha. Ồ, vườn ở đây rộng quá. Tới 5-6 con đất. Chút cái bưởi nhỏ. Nhưng mà chủ yếu ở đây là chú Tám trồng về cái bưởi da xanh là nhiều. Mà cũng có xen kẽ những cái cây sầu riêng nè. Rồi măng cục, chuối nè. Đây, còn xen canh lại mấy cây sầu riêng. Quá trời luôn chị ơi. Chị có trái này bự nè. To thế. Đó không phải đó bao nhiêu ký? Em nghĩ chắc ngoài 2 ký. Ngoài 2 ký. 2 ký, cả 2 ký. Vườn khá là rộng ha. Quá rộng rồi. Chị cái này nhiều trái nha chị. Cái này trái nhiều nữa. Thích luôn nè. Đường nào vậy? Đường nào cũng được. Những trái như thế này là mình thu hoạch được rồi. Trái nào vậy? Trái này là chị, như trái này là mình đã hái xuống ăn được đó chị. Nhưng mà đặc điểm của bưởi là mình hái xuống xong rồi mình để càng lâu thì bưởi ăn sẽ càng ngọt. Càng lâu nó càng lên đường. Nhưng mà em nhìn như thế nào mà em biết được cái trái bưởi gì, em phải nói cho cô chú anh chị biết. Theo như sự hiểu biết của em thì cái trái như cái trái bưởi á mà mình hái được á là cái da của nó sẽ sần sùi, nó sạm lại. Mình soi cánh lớp vô là mình thấy cái hộp nó bự nữa phải không? Dạ dạ đúng rồi. Phải không? Chị so sánh trái bưởi với trái bưởi này với trái bưởi này đi. Ha, trời đó cứ mới rõ đó chị. Công nhận nó chênh lệch nhau ghê cắm. Trái bưởi đó kìa, trái bưởi đó nó láng hơn, nó chưa chín. Kinh nghiệm ăn bưởi. Đây là kinh nghiệm ăn bưởi. Kinh nghiệm ăn bưởi nhiều năm của em nó cho em biết được là như vậy. Cái chị Duyên sao thánh nè. Nè, trái này già nè. Trái này non nè. Trái này non nè. Chị trái này được chưa chị Duyên? Trái này được rồi cưng. Được luôn hả? Được chưa? Dạ được. Trái ăn được không? Dạ được. Em chắc ăn luôn, chắc ăn 99.99%. Cái này do luôn. Cái này được không? Cái này được không? Cái này được chưa? Đó. Chưa được không? Cái này chưa được chị ơi. Cái này chưa được phải không? Dạ. Rồi, cái nào chưa được nữa ta? Cái này nhiều trái chưa được anh chị. Cái nào nữa? Cái đó được không? Trời ơi, trái to trái, trái đó được đó chị. Trái đó mình hái xuống được rồi. Nhưng mà chị Duyên hái được trái đó. Hay là mình hái đi. Hay là mình hái đi. Hái luôn đi. Thái thì thử đi. Trái ngoài đây nha. Thôi, nhìn thôi, bạn kiếm ơi, trái nhìn này cái bưởi đó. Thằng nó nhỏ như thế này nè. Mà trái ơi là trái luôn, trái rất là nhiều luôn nha. Bây giờ là mấy chị em mình sẽ bẻ thử một trái để ăn tại cây cho các cô chú anh chị biết luôn nha. Cái bưởi da xanh. Chọn đi. Trái ngoài ha. Đi bẻ nha. Trái ngoài chị. Ủa chuyên gia về bưởi kinh nghiệm cho thấy mà. Thôi vậy em bẻ trái này đi. Trái này ăn được nè. Trái đó gần nhất đúng không? Dạ. Mà chị sợ lọt mương quá à. Bẻ chứ kia sợ lọt mương quá à. Em là có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bẻ bưởi rồi. Bẻ sao nói cho cô chú biết luôn. Bẻ sao? Bẻ mình bẻ sao? Trái bưởi thì nó rất là nặng cho nên mình cầm cái cuốn mình bẻ trước chứ mình đừng có bẻ ngang như vậy. Nha. Chứ lại nhiều người ta mua bưởi người ta chưng á chị. Rồi. Ha. Là người ta cầm cái cuốn. Chị cho cái dao được không? Được không? Dài không? Dài. Khỏe. Xoay xoay và xoay. Xoay, xoay chắc xoay. Cái cuốn ở đây luôn rồi. Hay quá. Ơi, công nhận chị Duyên bẻ bưởi hay thiệt. Bẻ bưởi cũng cần phải có kinh nghiệm. Xoay cuốn rồi. Trời ơi, cảm ơn anh cảm. Giờ mình mở cái luôn thử đi ha chị. Trẻ cái thử coi. Qua đây nè Duyên, cảm ơn giữ đi. Đi qua đây. Lên cái mù đất. Lên cái mù đất. Chắc là nặng. Nặng không? Nặng. Giờ mình thử thức luôn nha. Chị gọt đi chị. Nhiều năm ăn bưởi có kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Giờ mình sẽ gọt bưởi xem trái bưởi như thế nào nha.
Ủa chị, mình làm chè bưởi là mình lấy cái phần nào đó chị? Wow. Chè bưởi thì mình lấy cái phần trắng này nè. Khi mình tách ra rồi đó, trong cái bưởi ra sao nó có cái màu hồng hồng như vậy nè. Nó ở ngoài trái mới bẻ trên cây xuống luôn, xung quanh thì nó có rất nhiều mủ. Giờ mình sẽ tách luôn cái vỏ bên ngoài. Người ta làm tinh chè bưởi thì người ta lấy cái vỏ bên ngoài để người ta để trẻ lắm, nhưng mà ăn trẻ như thế này cho nó nhanh. Đó, nó mang cái lớp áo màu hồng rất là đẹp luôn. Trong cái lớp áo này là lớp gì ta? Lớp thịt. Người ta làm chè bưởi người ta lấy cái vàng trắng này nè. Đúng rồi. Người ta sắc hai nhỏ ra. Chè bưởi đi. Nó giòn giòn sực 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 ngon, nhưng mà làm chè bưởi rất là khó. Khó lắm hai chị. Để mà gỏi bưởi rất là ngon. Gỏi nha. Để muốn cho nó giòn chứ nó bớt cái độ nhẵn á. Thì mình phải ngâm nước muối một đêm nè. Mà nó giòn hay là giòn ha, mà nó trong. Cưng biết tại sao do bữa này nó giòn không? Đây, ăn tách luôn. Khi người ta nấu, người ta ngâm nước muối, người ta xả sạch xong rồi ha. Người ta trụng lên với phèn á, phèn chua của mình á, người ta trụng sơ qua là bữa nó sẽ rất là giòn. Giòn mà trắng luôn không? Ừ. Hóng quá. Rồi vậy tách ra. Mà đặc biệt ha, mình làm cái gì làm trái khác thì mình để nó bị thúi. Còn đặc biệt này, bưởi này để càng lâu nó lại càng ngon. Ngộ thiệt. Sao bữa nay mình không có cái gì lót thì mình khờ với ta. Ha. Cảm giác nó bị nặng. Bưởi này kể từ khi mà mình bẻ xuống á, mình có thể để được khoảng tới 2 tháng rồi đó chị. Đúng 2 rồi. Tháng không hư luôn. Hồi lúc Tết chị mua đó. Trời ơi, chị để gì? Chị chưng xong đó. Để ăn. Nhưng mà dưa hấu lại bị thúi. Bưởi lại không thúi. Cho nên bây giờ người ta chưng Tết người ta tinh bưởi như vậy. Không gì còn sao ta dơ quá. Mình không có cái lá gì để ấy lên hết nè. Đem lấy đó chứ. Lá gì kìa chứ? Lá gì ngoài đó đó chứ? Cái đó là thôi mượn tạm cái giò để lên nha các bạn. Thầy để dưới đây nó hơi không được sạch lắm. Ngọn cái da cái này nó màu hồng, có hình như có loại là màu trắng đó phải không chị? Đúng rồi. Nhưng mà chị thích ăn cái hồng hơn. Wow. Đấy, em ăn lại màu trắng không đây mà. Sau khi mà tách cái phần trong của nó là tới cái phần thịt bưởi rồi nè. Hai mình về mình làm món gỏi bưởi đi chị, cực kỳ hấp dẫn. Gỏi bưởi là mình lấy phần nào thì chị? Thịt của nó là mình trộn. Mình trộn với lại tôm á. Tôm tươi á. Trời ơi, nó ngon. Thiệt luôn á. Đừng gửi nó chị ăn, nó chạy nó biết. Đây, cái phần thịt của bưởi á, nó có cái màu hồng rất là đẹp. Giờ mình sẽ tách cái phần thịt ra. Không có chuyên nghiệp gì bưởi rồi. Hy vọng là nó không có trúng thịt. Có cái lá này nhìn đẹp. 1, 2, 3. Ôi. Ý, mình thiếu một miếng ha. Đố em biết thiếu gì? Thiếu muối gì? Đúng thiếu. Rồi. Mình không có sự chuẩn bị trước. Wow. Nhìn nó ngon hay là ngon. Đây, sau khi mà tách ra nè, ở phần trên mọng nước ghê luôn. Giờ ăn thì mình mới cảm nhận được. Thôi. Đây. Nè, chị lấy đi em có rồi. Đây mình đã thấy được cái hẹp của nó. Cái nãy là phải soi kính hiển vi mới biết được á. Bữa nay rất là nhiều nước luôn. Sao sao? Ngọt đó chị. Ngọt. Sao cấm? Chờ để em nhai. Thôi trong cái cưng nhai là chị phải ăn trước. Chị không nổi rồi. Từng cái này chị ở trong nước nhiều hay là nhiều luôn. Cắn nó cúng nha. Thật ngọt. Sự bưởi ruột hồng này, bưởi da xanh này thật sự rất là ngon luôn. Khi mà mình mới bẻ xuống thôi, nhưng mà các bạn thấy nè, cái phần mà tép của phần bưởi đó, phần thịt bưởi đó thì ăn rất là nhiều nước, mọng nước lắm luôn. Với lại nó không có bị dính vô trong đây nè chị. Em thường ăn ở nhà nó hay bị dính á. Dính thẳng luôn. Thường bị dính là bưởi sượng. Sượng. Bưởi sượng nhiều. Bưởi sượng nó không có nhiều nước. Nếu phần bưởi này á, mình về mình làm rất là nhiều món ăn. Hoặc là mình ăn, mình làm nước ép bưởi, nhưng mà ăn cái này ép bưởi rất là ổn. Em thấy nguyên trái bưởi này không có bỏ được phần nào hết. Nãy giờ mình lấy là bưởi này mình không thể nào ép mà lấy nước uống được. Nguyên trái bưởi này là không bỏ rất được phần nào. Rất là tiếc.
Bữa là chị ghiền luôn á Duyên, một ngày là ăn không biết bao nhiêu bữa nữa. Tắp bữa xong để tủ lạnh. Ăn bữa tốt cho sức khỏe mà chị. Nhưng mà không, mình mua chợ không được gì. Không dễ gì được. Ở đây là tại nhà vườn. Ăn có xịt 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 tước luôn. Ăn bữa là phải mình có một chén nước muối ớt, nước gì? Muối ớt. Muối ớt đúng rồi. Chấm cho nữa. Giờ. Ăn cái hòn cái, ăn cái hòn cái. Ngon quá. Một trái bưởi gì tầm chắc khoảng 2 kg. Này Duyên, em tách ra đi. Mới chút xíu mà muốn hết rồi đó chị. Một trái này không đủ. Thằng phần hộp á, hộp của bưởi rất là ít luôn. Nó chỉ có lâu lâu một hai tép thì nó có một cái hộp bưởi như thế này thôi. Cái này gì mình ôm được không ta? Rất ít hạt. Xứng đáng nha. Ở đây anh thấy sao? Ngon lắm chị. Ngọt ngay rồi. Ăn cẩm không nói nên lời luôn. Bưởi chị chọn đó. Gì hả chị? Ăn đổ mồ hôi luôn rồi nè. Ra mồ hôi hột. Nhìn trái bưởi nè chị. Thấy ngon nha. Giả bộ coi. Giả bộ coi. Muối nè, chấm 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 muối ớt. Hồi nãy mình thấy chấm muối nha. Chí tưởng tượng cái là xong. Nãy biết chị mình đem chấm muối, chị mình đem ra đây rồi. Okay. Chấm 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 ăn xong ăn. Nó có vị mặn mặn cay cay. Không thiệt cái này phải có muối nữa mới hấp dẫn nữa. Mình thiếu rồi. Em thấy mấy trái này chín á, tại mày chú chưa bẻ hả chị? Chắc vài bữa chắc cũng bẻ đem bán hết. Chắc chú bán cho thương lái. Hái hết cái vườn này chắc là nhiều bữa. Cái bữa á mình chậm thu hoạch thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Tại nó để lâu. Nhưng mà để lâu nữa thì nó sẽ bị khô nước á. Đúng rồi, trái chín cây mà em để hoài nó bị thối. Chắc bữa nó trồng chắc cũng lâu năm lắm rồi. Trái. Cái cây này mới lại chú nói chị đó là cũng khoảng 3 năm rồi đó, 3 năm mới được như vậy. Cây này hả chị? 3 năm mới được cái gốc như vậy. Cái gốc này. Nhưng mà con cái là trồng cái này, chú là công bỏ ra rất là ít. Ít hơn sầu riêng là phải chăm nó nhiều. Bởi vì em thấy ở đây là chú trồng bưởi nhiều hơn là sầu riêng hả chị? Đúng rồi. Nhưng mà chị cũng thích trồng bưởi hơn, tại vì cái cây sầu riêng thật sự rất khó trồng. Nó phải chịu đất nữa. Với lại lâu có ăn thời gian bưởi. Thời gian nó lâu thu hoạch hơn. Ở đây giá bưởi da xanh như thế này thì loại nhất ở đây chú bán là 85.000 đối với mà cái mùa hút á, còn nếu mà cái mùa gộ mùa bưởi á thì giá nó khoảng 65.000. 65.000 một ký. Nhưng mà nếu mà mình mua nữa thì chắc chú bán khoảng 50 à. Chú bán vốn cho mình. Ngoài thị trường hiện nay thì ở nhà vườn thì mình mua như vậy, nhưng mà ở ngoài thì giá cũng khá là cao. Nhưng nếu mà thật sự mình mua một trái bưởi như vậy rất là xứng đáng các bạn. Ăn rất là ngon. Quá xứng đáng luôn. Một muối có một hộp. Hồi lúc Tết là chị mua mà để trưng thôi ha, là 105.000 một ký. 105.000 một ký. Mà nhưng mà một trái không phải là một ký. Một trái tầm khoảng 2 ký, 2 ký 1, 2 ký 2. Một ký đổ lên. Đúng rồi. Mình đang ăn là trái này tầm 2 ký đó, 2 ký. Là không cái vỏ là hết 1 ký lô rồi. Cái vỏ nhiều ghê. Tôi thấy vỏ ra gọn ra, bưởi nó cũng nhỏ nè.
hôm nay các bạn và các hôm nay thì các cô chú anh chị và các bạn hãy thưởng thức với một cái gốc cây vườn bưởi như thế này, vừa mát vừa thưởng thức từ cái trái mà trên cây mình bẻ xuống á, rất là thích luôn. Nếu các cô chú anh chị và các bạn thấy xem thích cái clip này thì nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video clip mới nhất. Xin chúc các cô chú anh chị và các bạn xem clip vui vẻ. Hẹn lại các bạn lúc sau nha. Bye bye, chào tạm biệt.